Em chào cả nhà nhé. Rồi, chào cả nhà nhé. Thì nay hai anh em lại tiếp tục đi thăm cá, nhưng mà mấy cái này là không phải là cái đăng cả nhà, mấy cái bẫy cá phải không anh? Mấy cái lời đó. Cái lời. Thì đầu video em nhận tới gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn anh chị em và những người đang xem được cái video này, mong mọi người luôn gặp nhiều may mắn nha. Giờ để giải đi thăm, em sẽ chuyển máy về phía trước ăn đi với anh tí. Mời cả nhà mình cùng đi theo anh em thăm cá nha. Này à, quay trở lại cái lú này. Cái lờ với cửa ngục cả nhà. Sao nhút này mà phải có cái bao này nè, nhắc về ăn được, còn này không có đất. Không có bao mới ăn được hả anh? Có bao mới ăn được. À là nó có cái phao á hả? Cái phao á, ơi chính này cái chơi. Ê con bự bự ta. Trời ơi, con này như trái phi hay gì nè anh ơi. Trái phi, trái lai á. Từ. Con này vàng nè cả nhà. Ồ, thăm cái đầu tiên vàng quá ngon rồi. Ê mới vô luôn nè anh ơi. Mới vô luôn, mới vừa trầy bên hông nè ha. Nè cái trái lai này nè cả nhà. Ở chỗ em thì nó nhiều lắm. Nói chung là thăm mấy con cỡ như vậy là thường lắm. Cái này là nó còn bé. Còn bé lắm á. Cái khu này mấy năm gần đây á cả nhà. Cái loại mà trê lai với trê phi này á, giờ nó tấn công hết rồi. Nó tấn công nhiều quá. Trê vàng giờ khó gặp chứ ảnh thì dễ lắm. Vô ngon ăn ha. Em bỏ mấy ngóc ra. Chưa rút mấy cua vô luôn. Nhảy không anh? Cái gì? Bẻ miếng lá bỏ vô để nhảy á. Này cả nhà. Hù hai con cua. Còn này có trứng rồi nè. Có trứng. Ờ có trứng kìa, cái bụng vừa hướng mặt có hút cái bụng chần chần luôn rồi kìa. Nó kêu quá. Nó kêu ẹt 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 kìa. Vô. Trời ơi. Con cá này mới dính luôn nè anh. Mà công nhận cái biết sao không? Nó mà dính lâu là cái bụng nó đỏ lên. Này bụng trứng không? Lâu quá nó bị trầy. Ờ bị trầy. Mới dính. Đã ghê cả nhà. Mới vô hai con rồi. Đây. Từ ngày nước lên. Nè cái phao giống vậy nè phao. Ờ nó có cái phao vậy, nó không đắng. À. Đây như nó bò dưới nước á là nó mới có phao, còn ở trên khô không có. Trên khô là ở dưới nước là nó có cái phao là nó nổi phải không? Em cái vụ rau nhút này em không biết. Vụ rau nhút này em thua rồi. Trời ơi. Chuột nó tha vỏ ốc lên đó cả nhà. Nó ăn xong nó bỏ lên trên đường bờ nè. Hai anh em đi chân không. Bị lội xuống dưới đây nè mà mình mang ủng á, đi không có được, nặng lắm. Từ từ ra, đau quá. Giờ dậm chúng cái vỏ đau quá. Đau quá. Nè, bên đây lục bình không? Cái này bữa anh đặt ở đâu? Đó, ngay cái đường rỗng. Ngay cái rỗng hả? Này thấy nước cũng tràn bờ nè. Rồi mưa ngập lúc hết rồi, giờ vậy là phải ra bớt rồi. Hôm đóng cho cây mưa hết hồn luôn. Coi còn không ra mắt đầu nữa. Dạo này ghê lắm. Cả nhà còn nhớ cái địa điểm này không? Sau gốc cây bác nè. Em với anh tí vô hầm cái hết hồn luôn, dính con rắn hổ mà 3,4 kg á. Ê trời ơi. Gì vậy? Nữa hả? Trời ơi. Bày luôn. Quá trời luôn. Quay quá anh. Nè. Mấy con? 3 con. 1 con. Còn giải kìa, 1 con, 2 con, 3 con với con cái đầu cứng này nè. 4 con luôn hay gì? 4 con luôn. 4 con này con đó nè. Con trên 1, 2, 3, 4 con. Với con cái trào. Trào 5 con. Vô. Quá trời luôn rồi. Đi hầm cá trúng vậy nè mà. Mà mấy con trê lai nè cả nhà thì nói chung giá nó cũng rẻ lắm. Dở dở ra. Rồi. Dính cái trê lai nè hả, dính cái rô nhìn còn đảo nữa. Này nhiều vậy chứ thật sự là rẻ không có giá trị. Không có giá.
nhưng mà anh em đi săn bắt mà được vậy là quý lắm cả nhà. Ủa, cái đầu nào thế kìa. Vô. Nước nó chảy quá, trời bà, cái này vô. Cái này là anh Tý đặt không có bỏ mồi luôn cả nhà. Chỉ đặt theo nhắm nhắm theo cái con nước của nó. Cái này người ta kêu bằng cái bóng cái gì á, đặt bóng đó. Ảnh chà cho nó láng ở dưới cái phần đáy nó xong rồi cái ảnh canh theo cái đường nước chảy là ảnh đặt xuống. Trong đây mình còn không anh? Không không, dòng xuống đám cỏ dưới đây. Đây 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 đây. Anh em tới cái bẫy cá rô của anh Tý cả nhà. Ui. Ui. Đâu? Trời ơi, có con hay con gì à? Chết. Đây có con cá rô anh ơi. Ua. Hai con. Cái này ít nè. Lên rổ đi. Dạ. Hai cá rô. Lấy được hai cá rô. Nhưng hai cua. Dạ 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 dạ. Đau mày. Bị cắn. Thông cảm cho em nha, tại em quay phim mà. Cua là phải bị kẹp. Vô. Đây. Chà, lâu đám rau nhút này im giò dữ à. Loại con này đỡ vỏ ốc hơn quá. Bữa bị mắc hành cái nha, góc dưới. Ờ. Nay không biết cái này còn không nữa. Dũng ngon quá anh. Cái cây sắt hả? Cái này được con hả gì vậy? Mấy con rồi, mấy con rồi. Ngon quá ha. Ốc nhiều quá, nhầm chút vô xô cái mình chậm không nổi. Bay ra ngoài cá sặc. Lấy được hai cá rô, hai cá sặc ha. Ba cá rô. Ngon ghê. Cá rô trong rô cỡ này là ngon nè. Ruộng cỏ này còn nào nén đen thui. Rồi, ra tới cái cửa ngục nó xong. Anh Tý anh đặt đơn giản lắm cả nhà. Quậy quậy sơ sơ vậy cái nhét xuống là xong rồi. Chà, ngay cửa cho nó láng lên. Trời ơi, hai anh em giờ mắc mưa rồi cả nhà ơi. Còn có cái cuối mà giờ cũng mắc mưa nữa nè. Tranh thủ lẹ lẹ để chạy anh ơi, mưa tới. Con gì vậy? Có con rắn nè. Đang nước hả? Ừ, giờ mình cũng đâu có đồ đâu đựng. Làm sao? Giờ để nó luôn trong đây. Giờ mà bỏ vô đây là nó chạy á. Ừ, chạy. Rồi vậy bỏ luôn đi, bỏ nó luôn đi. Đi tiếp. Ai trời ơi con ếch nó gì rồi kìa. Cốc mà. Ê cốc hay gì á? Con cốc bự dữ à. Có à, có dính con gì bự lắm. Rồi rồi, con ếch đó nữa, con ếch. Con ếch rồi kìa. Ở trong cái lưới còn con gì bự lắm, nó mới lên cái tim bự lắm. Con ếch phải không? Giấy ếch, giấy ếch. Ừ. Rồi con ếch anh ừ. Ừ, con này bự hơn con bữa nữa. À, rồi. Chết rồi, chết rồi. Tao gọi nè. Nào cô, Hugo. Nè. Ồ. Ở đây nó nhả cái tim bự ghê à. Trời ơi, con cá rơi kìa. Còn con nào dưới không? Quá khủng rồi, dở lên nữa coi. Dở không nổi. Ghê vậy. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ sao bắt ra? Em giờ em đang cầm cái bịch em che điện thoại rồi. Cũng phải bắt chứ sao không bắt được. Cả nhà thông cảm em nha, tại em video bằng điện thoại á. Giờ đang cầm cái bịch ni lông nè, che điện thoại là nước. Bây giờ anh chịu khó anh làm từ từ ra nha. Bây giờ khó quá. Anh sao? Đi vô chậm luôn. Lôi lên bờ luôn. Một lát nữa lôi ra lại. Ừ. Để nó xảy ra tôi. Thôi cái của mình nó kìa cả nhà. Lên tí anh lôi đi kìa. Kinh khủng không? Em thấy anh lôi đi mà thấy muốn bệnh rồi á.
nè anh, anh chơi lớn luôn, anh lo lên bờ luôn. Lấy ếch ra chưa? Rồi con ếch đó nó bự hơn ếch bữa nữa. Này cả nhà, bữa em dính đây được hai con ếch nè. Bây giờ em sẽ chuyển lên trên góc trái màn hình. Em đưa cái hình con hai con ếch là vừa rồi cho cả nhà xem nha. Nó nhỏ hơn con này nữa. Con này bự lắm. Con gô này thấy bệnh luôn á. Ôi. Quá khủng khiếp. Căng thẳng rồi. Này cả nhà. Con bữa của mình nè, hai ếch bữa nè. Ba này đâu mà vô dằn chặt ta. Nó nhỏ hơn con đây nè, trời ơi cái bụng nó kìa. Ê, ê. Cái gì vậy? anh nhá ếch ra cho cả nhà xem đặng đặng để là con này bự hơn con bữa luôn. Ghê không? Đưa lưng, đưa cái đầu nó lên. Không có, đưa cái đầu cái lưng đó, đưa cái lưng đó. Đó. Ghê không? Ê anh, cái chỗ này nhiều ếch đó anh. Bữa dính hai con rồi. Dầm bụi không vậy mà cho này vô mới dữ nè. Ủa. Đâu? Sống mà chết vậy. Đưa hết em cầm cho. Bà cổ. Bự hơn con bữa nữa cả nhà. Bà lư con cá. Nó còn học chừng ra nữa. Tranh thủ anh ơi, ước đi hỏi rồi. Rồi. Không, ước là không. Tắt màn hình á. Nè, không lọt vô cái xô luôn kìa. Đâu? Không lọt luôn rồi. Ôi ôi. Ở cái lưng nữa kìa. Cả nhà để em phụ anh tí cái. Tranh thủ rồi anh em chạy nhà em quay tiếp nha. Mưa quá cả nhà. Anh em mới về tới nhà cả nhà. Mắc mưa. Đại ca. Nè. Anh tí mưa nhẹp hết luôn rồi. Ước hết rồi, mưa quá trời mà. Không kìa, hầm tới cây cuối cái bắt đầu cái mưa nguyên cây luôn. Anh chuyện má vậy nè. Đây. Kết quả của mấy anh em bữa nay nè cả nhà. Trời ơi, cái tay nắm không hết luôn rồi nè. Ủa này sao giống trời phi của anh. Trời phi á. Nè nó trắng trắng nè chứ đâu phải trời lai đâu. Trời lai trời phi gì á. Rết rồi. Rết, giật trong đó rồi. Giật nó luôn hả. Hai con. Ba. Ba con. Bốn. Bốn con. Năm. Năm. Sáu. Con này đẻ ra sáu con đó rồi. Cái gì vậy? Rồi. Cái đuôi đó mà cái bàn tay em nè. Con này mà cả đi câu gặp nó sao anh? Con này giật cũng khó lên. Đi câu mình càng câu bình thường mà gặp nó không. Coi như là xong phim luôn của mình đây nè cả nhà. Trời thật câu quá đấy, ai chưa nhỏ cái đùi. Con này có bụng đó. Đã con ghê này. Không? Đã ghê không? Ừ. Mập ghê luôn. Cá này con trâu ù luôn. Mập. Cá này cá cái. Quá dữ. Rồi, thôi em và anh Tý cũng xin ngưng video tại đây. Thì kết quả của hai anh em bữa nay thì là quá ngon cả nhà. Tuy rằng không có dính cá lóc hay là cá rô lớn được mà đây được mới này là gọi cũng ngon rồi. Nhưng hết. Này cá rô quá. Thôi em và anh Tý xin chào chúc sức khỏe tất cả các bạn anh chị em đều các bác nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Rồi chào cả nhà. Rồi chào cả nhà nha.